Hơn 22.000 vé tàu Tết đã được bán sau một tuần, từ ngày 27 tháng 12 năm 2023 đến ngày 4 tháng 1 năm 2024. Thời điểm này, khi chỉ còn hơn một tháng nữa là đến Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, ngành đường sắt hiện đang tiếp tục bố trí thêm chỗ để phục vụ người dân. Kính thưa quý vị, theo dự báo của ngành đường sắt, thì thời điểm từ ngày 15 tháng Chạp âm lịch cho đến 28-29 Tết sẽ là cao điểm về nhu cầu người dân sử dụng phương tiện là tàu hỏa để về quê đón Tết. Và để đáp ứng cho nhu cầu tăng cao ở thời điểm này, thì năm nay dịp Tết Giáp Thìn 2024 sẽ có 8 đôi tàu Bắc Nam được tăng thêm từ thành phố Hồ Chí Minh đi Hà Nội và ngược lại. Cùng với đó thì việc nối chuyến cũng sẽ được thực hiện để nâng cao năng lực vận tải cho các tuyến từ thành phố Hồ Chí Minh đi các tỉnh miền Trung. Theo Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt Sài Gòn, 80% lượng vé tàu Tết đã được bán ra. Dù vé vẫn còn ở tất cả tuyến, song một số chặng ngày cao điểm từ 23 tháng Chạp đến mùng 2 Tết còn rất ít. Thời gian sau Tết, vé vẫn còn nhiều. Về giá, vé cao điểm Tết cũng phải điều chỉnh tăng từ 1 đến 4% do giá nhiên liệu tăng khoảng 6 đến 7% so với cùng kỳ và một số chi phí đầu vào tăng. Đã chuẩn bị trên 200.000 chỗ đi các tuyến khu vực miền Trung và miền Bắc. Chúng tôi cũng chủ động thường xuyên theo dõi tình hình biến động khách mua vé đi tàu trong cái dịp Tết để nối thêm toa hoặc lập thêm tàu. Những năm gần đây, vào dịp lễ Tết, trên các trang mạng xã hội xuất hiện hiện tượng bán lại vé tàu hoặc giả làm nhân viên đại lý, nhân viên đường sắt nhận tiền mua vé của khách rồi sau đó cắt liên lạc. Hiện nay nếu người dân có nhu cầu mua vé tàu, nên tham khảo các trang web chính thức của ngành đường sắt, ví dụ như dsvn.vn, vétàu.com.vn hoặc là gọi điện thoại qua tổng đài 1900 1520 hoặc là qua các đại lý bán vé chính thức của ngành đường sắt hay là các điểm bán vé của tại các ga đường sắt để tìm hiểu cái thông tin số chỗ còn. Không nên thông qua những người bên ngoài. Ngành đường sắt đang áp dụng nhiều chính sách ưu đãi để hỗ trợ hành khách đi tàu, giảm giá cho các đối tượng chính sách xã hội, công đoàn hành khách có thẻ khách hàng. Cùng với đó, các nhà ga cũng sẽ tổ chức kiểm soát thẻ lên tàu và giấy tờ tùy thân của hành khách tại cửa vào ga và cửa toa tàu.